Xin chào, xin chào tất cả mọi người nhé. Như các bạn đã biết thì phụ nữ chúng ta trong suốt thời gian mang bầu này cũng như là sau sinh thì gặp rất là chịu rất là nhiều vất vả, được không ạ? Thì ngoài cái vấn đề mà chị em sau sinh mà rất là tự ti về vùng kín bị giãn rộng vừa thâm này vừa rộng vừa bị viêm nhiễm, đúng không ạ? Thì rất là tự ti với chồng trong cái việc quan hệ vợ chồng, đúng không ạ? Vậy thì làm sao để mình có thể là lấy lại được cái sức quyến rũ đối với trong mắt chồng cho cái việc chăn gối, thì ngày hôm nay thì sẽ chia sẻ cho mọi người nhá. Các chị em cũng sẽ không cần phải lo lắng về cái việc là mình bị cái vùng kín của mình nó rộng rộng thênh thang như biển đông vậy đấy. Thì ngay như ngày hôm nay thì sau video này chị em sẽ có một bí mật gọi là bỏ túi để có thể là quyến rũ chồng nhá. Đấy, thì cái sản phẩm mà đang cầm trên tay này là một cái sản phẩm mà được rất là nhiều chị em tiêu dùng luôn, và gần như là mọi người dùng và giới thiệu nhau rất là nhiều, bởi vì là cái sự mà cái việc mà cái độ mà điều trị cái bệnh viêm nhiễm của nó hoàn toàn là khỏi dứt điểm, và thứ hai là nó còn có cái tác dụng là làm hồng và xe khít của vùng kín của chị em, nên nó cực kỳ là đặc biệt phù hợp đối với chị em sau sinh, đúng không ạ? Đấy, sau sinh thì nếu như mình mà không bị viêm nhiễm phụ khoa thì mình có thể là sử dụng mình cái kén đặt và cái gói sông của trong một cái liệu trình của sản phẩm Vũ Khang nhé. Đây, ba cái loại thuốc này nó là nên điều kỳ diệu để làm loại bỏ tất cả các cái sản dịch mảng viêm hay xác tinh trùng sau khi mình quan hệ mà vẫn còn tồn đọng ở trong âm đạo, hay các cái dịch kinh sau những cái ngày chu kỳ kinh nguyệt hết nhưng mà mình không loại bỏ ra được, đúng không ạ? Thì tất cả những cái đấy nó sẽ được làm sạch bằng những cái kén đạt như thế này. Kén đạt này sẽ là bông cuộn thuốc ở bên trong và có cuộn chỉ ở ngoài. Thì bên Hiệp đã cuộn sẵn trong cho khách rồi, và khách chỉ việc sử dụng găng tay để đạt thôi nhá. Thế thì sau sinh 2 tháng là chị em có thể đặt được thuốc rồi, và chỉ cần đặt một liệu trình thôi để loại bỏ toàn bộ những cái chất bẩn ở trong âm đạo ra ngoài. Khi chị em đặt thì sẽ thấy là cái mảng viêm nó bám rất là nhiều cái chất bẩn, nó dạng màu vàng, màu xanh, màu trắng đủ tất cả các loại màu. Bởi vì sao? Mảng viêm thì cái huyết trắng bình thường của chị em ấy thì nó chỉ xuất hiện là trước hoặc sau chu kỳ kinh, thì nó sẽ tăng do cái thời điểm rụng trứng nên nó có thể tiết dịch trước hoặc sau chu kỳ kinh, thì nó lượng dịch nó sẽ giảm dần. Nếu như mà chị em mà gặp cái tình trạng khi hư giãn bất thường đấy, thì là nó là biểu hiện của viêm nhiễm, và khi đặt thuốc vào thì thuốc sẽ ngấm các cái dịch kinh dịch và các cái viêm nhiễm và các cái xác tinh trùng xác vi khuẩn đấy ra ngoài vào kén và đưa ra ngoài. Sau đó mà kén đặt lúc mà mình lấy ra nó sẽ rất là bẩn, nó bám rất là nhiều mảng viêm ra ngoài nhá. Thì khi mà mình đặt sau một liệu trình mình đặt thì nó sẽ giảm, nó sẽ không còn cái tình trạng là bị khí hư da hay tình trạng ngứa rát đau khi quan hệ nữa đấy. Vì vậy mà kết hợp với sử dụng thuốc xong thì nó sẽ giúp rất là khô thoáng cho vùng kín của chị em nhé. Đấy, thì hôm nay đã chia sẻ cho mọi người cái sản phẩm giúp chị em phụ nữ sau sinh chúng ta là không còn nỗi lo là bị vùng kín, là bị viêm nhiễm này, bị giãn nở sau sinh nữa. Sử dụng rất là tốt để cho mình có thể là cái tân trang cô bé, được không ạ? Thì nếu như chị em mà có bất kỳ một vấn đề nào mà cần tư vấn thêm về căn bệnh phụ khoa mà chữa mãi không khỏi, chữa tây y không khỏi, hay là sử dụng các cái phương pháp diệt đốt diệt tuyến không khỏi, thì có thể inbox cho em Hiệp cam kết là nếu như chị em mà có làm theo hướng dẫn của em Hiệp thì em Hiệp chắc chắn là sẽ cam kết khỏi cho chị em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.